Xin chào mọi người, hôm nay thương hiệu gốm sứ Bát Tràng.info xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người bộ ấm chén phú quý, phúc lộc thọ, men xanh cổ vịt. Trước mắt các bạn đang là một bộ ấm chén bao gồm một ấm 6 chén và 7 chiếc đĩa lót. Ấm dung tích khoảng 400ml nước, sản phẩm đã được mạ vàng 24K rất là sáng bóng. Đây là chiếc ấm của bộ ấm chén phú quý, phúc lộc thọ. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé. Ở trên cái thân ấm thì có hình ảnh là chữ phúc lộc và chữ thọ. Phúc lộc thọ này. Đây là mẫu dáng ấm phú quý. Mặt bên này có chữ Khang Ninh. Khang Ninh. Trong lòng ấm thì là tráng men trắng, bầu lọc tổ ong. Bầu lọc rất là to. Đây là dáng ấm phú quý. Và màu này là màu xanh cổ vịt mọi người nhé, màu xanh cổ vịt. Ở dưới đáy có logo của Bát Tràng. Chúng tôi chỉ chuyện logo dưới đáy ấm thôi. Chỉ chuyện logo dưới đáy ấm là để xác minh là sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Chiếc chén thì có mỗi một chiếc chén sẽ có một chữ phúc, chữ lộc và chữ thọ. 6 chiếc chén là đều có chữ phúc hoặc chữ lộc hoặc chữ thọ. Như đây là chiếc chén là chữ lộc, chiếc chén chữ lộc mọi người nhé. Đây là chiếc chén chữ lộc này. Chữ chỉ có một mặt thôi, chữ chỉ có một mặt. Hiện tại thì cái màu xanh này nó rất là khó bắt cái màu, vì vậy nó sẽ bị nhảy sáng liên tục. Đây là chiếc đĩa lót này. Đường kính miệng chén là 6,5, đường kính miệng chén 6,5, chiều cao là 5cm. Và các bạn nếu như mà quan tâm đến mẫu bộ ấm chén phúc lộc thọ, xanh cổ vịt, dáng phú quý thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đang để ở bên trên video. Ở bộ ấm chén này bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa là giá 750.000 đồng, chưa có phí vận chuyển mọi người nhé, chưa có phí vận chuyển. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu ấm chén đang được phân phối bởi thương hiệu gốm sứ Bát Tràng.info. Nếu như mà các bạn đang có nhu cầu, các bạn chỉ cần liên hệ, chúng tôi sẽ gửi mẫu cho các bạn để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Các bạn có thể đặt quà tặng, quà biếu, số lượng lớn sẽ được cái giá tốt nhất. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào.